dạ hùng tỷ phú mến chào tất cả quý anh chị quý nhà đầu tư ở trong nước việt nam cũng như bên nước ngoài thân mến à, hôm trước hùng có làm một video về review vùng đất là đông hải ninh hải khánh hòa thì à, đó là phiên bản à, dưới đất thì hôm nay hùng sẽ làm một phiên bản bên à, trên cao bằng flycam thì à, đây là một vùng đất mà hùng thấy rất là tiềm năng và hùng cũng mới đến cái vùng này một lần đầu tiên và hùng cũng phát hiện cái vùng này lần đầu tiên. thì uh, những năm uh, cuối năm 2020 ấy, thì uh, theo như nhận định của hùng uh, cũng không có biết thì hùng mới đi khảo sát thôi hôm nay thôi thì hùng thấy là người dân nói là cuối năm 2020 thì giá đất nó chỉ đâu đó rơi vào khoảng 17, 18 triệu một mét. nhưng mà sau cái đầu năm khi mà từ tháng 3 đầu năm cho đến tháng 3 thì bắt đầu có dự án là công trình à, bờ kè của khu dân cư phường Đông Hải này á. Thì à, giá đất nó sẽ đã dao động từ 20 từ 18 cho đến 25 triệu, có chỗ thì đòi 35, có chỗ thì 40. À, ở mặt biển. Còn à, bây giờ mà tìm được một lô mặt biển thì cực kỳ là khó, rất là khó. Bởi vì à, dự án bờ kè đã hoàn thiện đang trong quá trình làm rồi chắc là khoảng giữa năm sau thì sẽ hoàn thiện đó đây là dự án bờ kè mình đang làm đây tại là thôn đông hải đây là người ta hay gọi là mũi du của phường ninh hải thị xã ninh hòa đó bắt đầu từ cái đoạn này là người ta đang làm bờ kè nè thì giá đất nó đã là một mặt bằng giá mới ngay tại mặt bờ biển rồi chứ lúc trước mà khi mà chưa có dự án bờ kè thì giá đất nó mềm và lúc đó cũng chưa có ai chú ý hết á thì kể từ mà ngày mà có cái bộ dự án bờ kè này thì người ta chú ý á. thì người ta tới ta mua thì tranh giành nhau mua thì giá đất đó đã là một cái mặt bằng giá mới từ 18 triệu cho đến 35 triệu tùy chỗ tùy nơi đó, thì hùng thấy rằng vùng đất này cũng tiềm năng nhưng mà đây là phiên bản bay lên trên không á thì để cho mình có thể nắm được cái tổng quan khu vực xung quanh vị trí thì uh, hùng làm video này với tư cách là một uh, người đi khảo sát để đầu tư đó, đứng địa vị của một nhà đầu tư thì uh, mình đi khảo sát khu vực xung quanh này nó có tiềm năng hay không và đó còn những cơ hội nào để mình đầu tư hay không và từ tổng quan hùng sẽ đi vào những chi tiết tìm hiểu là những cái lô đất như vậy ở đây còn những lô đất nào mặt trước mặt sau như thế nào để mình à, dễ dàng mình đầu tư hơn thì à, đây là một video về tổng quan thì sắp tới hùng sẽ đi à, dưới mặt đất và hùng đi từng nhà từng khu vực và hỏi từng người dân khu vực đây còn lô đất nào để mình đầu tư hay không nếu còn thì hùng sẽ tìm hiểu và quay video trực tiếp à, một cách khách quan nhất có thể để cho mình có thể nắm được cái tình hình như thế sau này khi mà mình ở xe mình có nhu cầu thì có thể liên hệ Hùng Hùng sẽ tìm hiểu và kiếm cho mình một vài lô Đó. Hùng mong muốn làm sao có thể mang được cái thông tin hữu ích nhất và những cái sản phẩm tốt nhất cho một nhà đầu tư ở xe những ai mong muốn là đầu tư đất mặt biển dốc lết Đó. và ở đây thì Hùng có biết được rằng là những cái lô đất khu vực này là có cái dự án phương mai của dốc lết có từ 10 năm về trước đổ lại Ngày đó thì dự án này chỉ mua có một chút xíu đất thôi Nó lộn mua đất với giá rất là rẻ Nhưng mà bây giờ thì Nó đã khác rồi Nhưng mà dự án này chắc là không có triển khai đâu Người ta để đó thôi Sau này chắc họ Sẽ sang nhượng lại thôi Ở đây thì Khu phía trước chúng ta cũng có mấy cái resort Rất là đẹp à, Như Điển hình là phía trước chúng ta là có một cái resort đây nè. Resort này là cũng mới vừa xây, hồn thiện khoảng uh, tháng 3, tháng 4 năm nay thôi. Đó, đây là cái resort. Nhỏ nhỏ, rộng khoảng mấy ngàn mét vuông á. Mười mấy ngàn. Ừ. Còn uh, phía trước đây là cái dự án của khu uh, Phương Mai, Dốc Lết. Đó, dự án này phải uh, rộng đến 100 hectare đây là khu đất mà dự án của Phương Mai đây Đó, rộng 100 trăm hecta là chiếm dài trọn bờ biển từ mặt tiền bờ biển một, đi vào sâu thấu trong núi là Đó, đây là dự án Phương Mai Đó, nên là không có cái cơ sở mặt hoặc hạ tầng nào được xây lên đây hết cả nên là đất vì đất là đất dự án Đó. hùng bay flycam đây là để mình có thể nhìn nhận được À, quý anh chị ở xe cũng nên hiểu rằng là quỹ đất ở mặt biển dốc lết này cũng rất là hạn hẹp Nà, kể từ đầu mũi Mỹ Á đầu cái Mỹ Á đường Lê Hồng Phong của dốc lết ấy, ngay chạy mà khu công nghiệp nhà máy xi măng nghi Sơn ấy, mà đi xuống cái mũi dù chỗ Đông Hải này ấy, thì đâu đó rơi vào tầm khoảng là gần 10 km thôi mặt biển thôi không có xe không có nhiều nên là có ở bên trái thì là khu dân cư Linh Thủy, còn ở bên giữa là khu du lịch và resort. Còn ở cuối mũi dù này là khu dân cư Đông Hải. Và ở giữa đây là dự án của Phương Mai, nên là quỹ đất ở đây nó rất là hạn hiệp. Nên mà nguồn cái người mà người nhu cầu á, cái nhà đầu tư á, người ta nhu cầu cao lắm. Nên nó là không có nhiều nên cái mặt bằng giá nó tăng, dễ tăng lắm nên giá người ta hỏi là tại sao ở đây lại giá cao đến như vậy là bởi vì quỹ đất đây nó ít nó hiếm nên là giá nó phải cao đó, thì quý anh chị có nhu cầu thì hãy liên hệ để ông tìm hiểu thêm cho mình